bay vai với tạ đơn. Đây là bài tập cực kỳ quan trọng, quyết định lớn đến độ phồng của cơ vai giữa và cơ vai trước. Để làm tốt động tác này, cần thực hiện tốt các kỹ thuật sau. Tư thế. Ở tư thế chuẩn bị, các bạn cần trụ vững, mở ngực, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, ống tay và cánh tay hơi cong, tay nắm thanh tạ, cánh tay ở tư thế thẳng với thân người, lòng bàn tay ở tư thế úp vào đùi. Về động tác, đưa tạ từ dưới lên cao, đưa đến vị trí cánh tay vuông góc với thân người, sau đó trở lại vị trí ban đầu. Khi đưa lên, cánh tay và ống tay luôn giữ ở trạng thái không dịch chuyển, cánh tay luôn ở tư thế thẳng với thân người, và trong quá trình đưa lên, củi trỏ luôn cao hơn so với bàn tay một chút. Về cách hít thở, ở tư thế ban đầu các bạn nín thở, lấy sức để đưa tạ lên cao, sau đó thở ra bằng miệng. Khi bắt đầu hạ tạ xuống, hít sâu bằng mũi. Lưu ý, đây là bài tập vai cực kỳ quan trọng. Bạn cần thực hiện đúng các động tác để mang lại hiệu quả cao nhất và thả lỏng các ngón tay khi tập luyện. Và khi bắt đầu, các bạn hãy bắt đầu với mức tạ nhẹ nhất có thể. No more.